đứng như thế này, cái nghiêng cái má vậy, ý là kiểu đứng đứng như thế này. Đừng có ngửa cái máy rồi. Không, tùy chứ. Ví dụ như mờ quá là mình phải chỉnh kỹ. Mình rõ rồi không? Ví dụ chị bây giờ đừng có vội mà đi cái máy nhanh, vẫn phải từ từ á, chứ không mà cũng được. Nó sẽ có lúc nghiêng với lúc thẳng chứ phải không? Cái mụn đầy đi. Một miếng phòng một bé cháu giờ bị tổn thương. Còn một ly thì không bị tổn thương, cái thành ra nhìn cái da không khỏe. Như nhẹ nhẹ quá vậy, nhẹ nhẹ là thứ gì vậy? Xong cho chị bên nó đi em.
Con bé Út nó không có gia đình luôn rồi hả ta? Hai đứa con gì đó, con đàn con bao nữa gì đó. Ôi trời trời, bé này mẹ gì đi đứa lớp bóng. Ừ, sao thì mấy tuổi bốn tuổi. Ừ, bé nó đi còn chị rồi, chắc tao là đi cũng không gặp đúng không? Thì chị Nhi, bé Út chị Nhi làm gì rồi chị Nhi? Bé Út làm chi? Cái thợ á. Dạ. Ừ. Còn dễ thương giống hồi nhỏ không chị Nhi? Còn đẹp lắm. Còn đẹp giống hồi nhỏ không? chị hỏi là con đẹp, con đẹp như hồi nhỏ Dung ấy mẹ. Dạ Dung á. Ừ, khá là đẹp nhất nhà hả chị? Phước là con trai rồi. Út đẹp hơn Phước hay là Phước đẹp hơn? Thằng Út đẹp hơn hay thằng Phước đẹp hơn? Ừ, Út hồi nhỏ là đã tháng đẹp rồi. Ngán quá hả? Không biết là hai người nó sẽ như thế nào. Dạ không, trừ ra đường mà chó mua được gì vậy? Thấy gì Nhì đi ngang qua nhà cũng không mà. Mù, một cá đi. Cái đường chợ hải sản đó, đó đường Yên Khê nó là đường nhà con nó, mặt tiền nó. Ừ, sát bên vật liệu Cảnh Thành là nhà con nó. À đấy hả, chị nghĩ luôn rồi đó. Ủa? Gì bán ở chợ một? À dạ. Dạ. Bốn đứa con rồi cũng sang đi. Ba đứa rồi cũng sang. Thế trên chỗ má đánh tàu á.